Cứng quá. Wow. Tiến xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại thì Tiến đang ở trên khu vực trong rừng trong núi. Hoàn cảnh hôm nay mà Tiến muốn chia sẻ với cả nhà mình thì một cái căn chòi hai vách sống ở trên đỉnh núi cả nhà mình. Ở bên trong á thì có một người phụ nữ sống bên trong. Tiến thì không có biết hoàn cảnh của người phụ nữ này như thế nào. Thì bây giờ Tiến xin mời cả nhà đồng hành cùng Tiến trong tập video này để tới tìm hiểu cái cuộc sống của người phụ nữ sống bên trong căn chòi hai vách này như thế nào nhé. Tiến xin mời cả nhà mình. Hiện tại bây giờ thì 12 giờ trưa rồi cả nhà, rất là nắng nóng luôn. Tiến vừa chở đồ đạc đi lên cái núi này á, nên không thể nào mà ghi hình cho cả nhà mình xem cái đoạn đường. Cái đoạn đường thì rất là khó đi luôn. Trước mặt anh nhỏ đây cả nhà cũng thấy một cái căn chòi. Nói chung là chỉ có một vách thôi cả nhà mình. Trời ơi. Em chào chị. Đang làm cái gì vậy chị? Đang châm lửa hả? Trước màn ảnh nhỏ cả nhà cũng thấy đó là một người phụ nữ. Thì chị ơi, chị cho em hỏi là chị sống ở đây luôn á hả? Chị sống chủ nhật thì chị lên đây, thì ở nhà thì chị đi nhặt về chai. À, là mình đa số là mình đi về nhà xuống ở dưới làng là mình đi nhặt ve chai ở dưới. Dạ, công việc chính của mình là chỉ đi nhặt ve chai thôi. Dạ, mình có nhà dưới làng luôn hả chị? Có Nhà dưới làng thì em nghĩ là người đồng bào á được nhà nước hỗ trợ rất là nhiều cái ngôi nhà, nhưng mà nhà đó xây dựng rất là lâu và nó mục nát hết rồi đúng không chị? đâu dục mưa ẩn được đã dục hết luôn, tại vì Dạ. nhà nước cho leo không rồi. Dạ. Mình ở trên đây sướng hơn hay là ở dưới đó sướng hơn? Ở trên đây thấy mát mẻ hơn, Thấy mát mẻ rồi nhưng công việc. mà công việc không có công việc gì làm thì phải xuống nhà làng để đi nhặt ve chai sống Dạ. hàng ngày. Vì cái công việc nhặt ve chai nên mình bắt buộc mình phải xuống làng mình nhặt ve chai. Dạ. Chị cho em hỏi là chị tên là gì? Chị tên là Giống. Chị tên là Giống. Dạ. Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Năm nay 39 tuổi. Năm nay 39 tuổi. Dạ. Em được người dân khu vực nơi đây chia sẻ là chị có hai đời chồng đúng không? Đúng. Dạ. Chồng là chồng thứ hai. Còn chồng trước, tại sao mình không ở với chồng trước nữa? Bệnh gan xong rồi chết. Bệnh gan xong rồi chết hả? Ừ. Có nhậu không mà sao bệnh Không, gan? chị biết uống trà thôi chứ không biết uống rượu. À, thường là em được biết á là những người mà nhậu rượu nhiều á là họ hay bị xơ gan á cả nhà mình, nên khi mà nhắc tới gan á thì đa số nó chiếm trọn rất là nhiều phần trăm về cái việc là uống rượu bia. Nhưng mà chồng chị thì bị gan là do kiểu như là ở trong người nó tự phát sinh ra thêm thôi. Tao ơi, tao Dạ. không có uống rượu nha. Anh thì mất khoảng bao lâu rồi chị? Hai mấy năm nay rồi. 20 mấy năm nay. Và hai vợ chồng có người con nào không? Có một đứa con trai. Dạ. Lớn chưa chị? Lớn rồi. Dạ. Rồi mình tiến thêm bước nữa là mình ưng chồng sau này á là bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm rồi? Chắc khoảng 10 năm đó. 10 năm. Dạ. Vẫn chưa có người con nào luôn đúng không? Chưa có con, Dạ. nuôi con chồng trước thôi. Hai vợ chồng chỉ nuôi con của chồng trước lại thôi. Dạ. Sống nhưng mà thương như vậy. Ở nhà dưới làng thì cũng ở không được, lên trên đây thì cũng ở không xong. Mỗi đêm là hai vợ chồng treo hai cái võng vậy nằm ngủ thôi hả? Một người cái giọng nào. Dạ. Mỗi người một cái võng nằm. Con thì con của chồng cũ á, bây giờ là đi đâu rồi chị? Đi học hay là đi làm rồi? Nó đi làm. Đi làm trong thành phố hả? Dạ. Rồi lâu lâu có phụ giúp, gửi tiền về phụ giúp mẹ Tết nó mới về một lần không? thôi Dạ. chứ nó không có về. Bây giờ là chụm lửa rồi hâm đồ ăn lại hả chị? Ham canh. Dạ. Canh đó là canh gì vậy? Canh người ta gọi là canh chùm ngòi á. Canh chùm ngôi. Dạ. Cái lá đó người ta cũng gọi là lá rừng đúng không? Nhiều người không biết người ta gọi là lá rừng. Chị Lá rừng. dỡ lên cho em xem thử được không? Trời ơi, nóng làm sao? Sao em thấy có giống như trái cà ở bên trong như vậy? Cà xong với lại ổ À. ba với lại cá khô. Cá Nói chung khô là mình đi nhặt ve chai rồi mình kiếm tiền mình mua cá khô mình ăn.
À. Dạ. Thì cái cuộc sống của người đồng bào cả nhà cũng thấy đó. Chị thì chị có hai đời chồng, tại vì khi mà Tiến tới á, Tiến muốn chia sẻ những cái câu chuyện, những cái hình ảnh chân thật nhất tới cho tất cả quý bà cô chú anh chị cùng hiểu rõ cái hoàn cảnh của mỗi gia đình mà Tiến đặt chân tới. Chị mất chồng, chồng trước thì cũng mất khoảng 20 năm, hơn 20 năm nay rồi, và có một người con trai cũng lớn đi vào Sài Gòn để làm mưu sinh, đôi khi thì phụ giúp mẹ một ít thôi. Còn chị thì chị ưng chồng sau này cũng không hiểu vì cái lý do gì mà hơn 10 năm đúng không chị? À. Hơn 10 năm không có một người con nào hết, nên cũng rất là thương cho hoàn cảnh của chị. Thì ai cũng muốn có con hết, nhưng mà chắc em nghĩ là mình do mình mắc một cái căn bệnh gì đó nên không có con. Có con thì nó vui nhà vui cửa hơn, đừng có đẻ nhiều quá thì mình nuôi lại không nổi Đúng hả chị rồi. ha. Đúng rồi. Dạ, thì cái hoàn cảnh này Tiến muốn chia sẻ từng cái chi tiết tới cho tất cả quý bà cô chú anh chị cùng hiểu rõ hơn. Bây giờ là chồng của chị đi rẫy rồi hả? Đây rồi. Dạ, có một mình chị trong căn chòi hai vách này thôi. Trời ơi, sống nhưng mà thật sự luôn anh. Dựng lên, hai vợ chồng dựng lên căn chòi này là bao nhiêu năm rồi chị? Là hôm rồi xong rồi bữa sập xong rồi mới làm đây này. Hôm bữa sập hả? Ủa sao em thấy nó chắc chắn mà ta? Đây Chắc là tiếng ngồi thì tiếng rung, nó chắc chắn lắm cả nhà. mới dựng 2 3 ngày nay thôi À, hôm bữa là mưa bão á hả? nè. Ừ, Rồi sập. nó sập xuống. Trời ơi, may sập không có ai ở nhà, chứ sập ban đêm hai vợ chồng ngủ sao mà ấy đây. Chắc đề luôn Nó chứ. chắc đè luôn, đè sập lép luôn á. Thôi thì bây giờ em tới đây em thăm á, thì chị cứ sinh hoạt chị ăn uống đồ bình thường đi nha, đừng có ngại, cứ coi như đây là nhà của em nha. Thương lắm cả nhà. Rồi em thấy ở trong cái nồi cơm á có một ít cơm như vậy, rồi sao mà chồng vợ chồng ăn đây, chia ra một cục cơm vậy thôi hả, mỗi người một cục vậy thôi để ăn buổi trưa á cả nhà. Mình có cá khô này mình ăn là bao nhiêu ngày rồi chị? Ngày nào cũng ăn cá khô hết. Ngày nào cũng ăn cá khô mà mỗi ngày á, chị đi nhặt ve chai á là trung bình á bao nhiêu tiền một ngày? Như một ngày chị đi thì có khi được 50, có khi được 60 thôi chứ Dạ, đâu có nhiều đâu. ngày nào là nó cũng như vậy hết luôn. À. Dạ, rồi 50 60 đó mình mua cá khô khoảng bao nhiêu tiền? Mua cá khô 10.000, còn như ví dụ đây ngày 50 thì mua cá khô 10.000, còn 40 thì mua gạo. À, là mình chia ra như vậy hả? Dạ. Dạ, cũng rất là đỡ cả nhà mình. Nhiều khi mùa đào quá, không có cái mùa nào mà trúng hết á. Cả nhà mình như năm nay á, là không có trúng cái mùa đào luôn, nên người đồng bào họ rất là cực khổ. Tới mùa đào quá thì chị có đi nhặt hạt điều rồi này kia không? Điều không có trái rồi, năm nay không có trái. Những mùa trước có trái á, thì đi nhặt hả chị? Dạ. Có đi nhặt nhưng mà giờ đêm một ngày thì mình nhặt xong thì mai về xuống làng thì đi nhặt về chai Dạ. chứ không có ở không đâu. À, là ngày này có công việc rồi mình làm cái này, rồi qua ngày hôm sau rồi mình bắt đầu mình tiếp tục công việc khác. Dạ. Trời ơi, bây giờ ở trên đây khổ quá, mình ráng mình làm để có cái ăn chứ biết làm sao. Giờ mình ở không làm sao mà có đồ ăn trong bụng đúng không? Còn anh thì anh làm mỗi ngày á có tiền không chị? Như ví dụ người ta kêu làm phụ hồ hoặc là đi bắt dắt này nọ thì đi, còn không ta không kêu thì làm ở trong rẫy mình. Dạ. Hôm bữa thì Tiến có bắt một cái đường ống ở khu vực nơi đây, là Tiến có thuê 15 người đồng bào. Thì trong 15 người đó là có chồng chị không? Tại vì em không biết mặt chồng chị. Có Có hả? Dạ. Hôm đó là chồng về, chồng có đưa tiền cho mình để mua cá ăn không? có Có hả? Trời ơi. Đối với người đồng bào á, cái số tiền gọi là tiền chăm á, nó rất là lớn luôn cả nhà mình. Giống như là người ta cầm trong tay vài tỷ vậy đó. Người đồng bào mỗi khi á, mỗi ngày mà họ làm ra kiếm được 50.000 đồng thì cũng rất là mừng rồi đúng không chị? mừng chứ. Dạ. Hôm nay là mình có đi nhặt cây chai không? Nay chủ nhật thì bên công ty Nam Thành không có đổ là nên ngày nay chủ nhật là nghỉ. Ủa, công ty Nam Thành là em là công ty rác đó đúng không chị? Em nghĩ là công ty rác. Dạ. Là người ta đổ ở đâu mà mình nhặt? Người ta đổ ở ngoài đó xong rồi À. mình bư cái đống đó ra rồi thấy vẻ chai thì mình lượm. Dạ. Rồi mình đi dọc đường á thì mình thấy rồi mình cũng lụm luôn.
Trời ơi, cái đó vừa gọi là nhặt ve chai rồi vừa gọi là móc bọc luôn đó. Dạ. Ở trong đó đôi khi có xác đồ không? Mình lấy xác rồi mình mừng hơn đúng không chị? Có thấy Dạ. sắc rồi mừng với lại cái loan rồi đó Dạ, mừng nhảy tưng mừng ghê lắm. tưng luôn không? Đó thì một buổi trưa của chị đây cả nhà mình. Đây. Buổi trưa của chị đây. Mỗi đêm á chị với lại chồng á ngủ ở khu vực nơi đây thì lạnh không chị? Lạnh chứ, Dạ. khuya thì có lạnh. Không có mền mùng gì luôn. Dạ. Mình ngủ cái giọng dù như thế này á là mình trùm lại thôi hả? Trời ơi. Ở trên đây á, thì Tiến có thấy là có vài cây củi này cả nhà. Rồi vài cái ly, cái chén để hai vợ chồng mỗi đêm ngồi uống nước trà. Thì ở mặt trước để cái view nó rất là thoáng đãng luôn, nó rất là đẹp luôn cả nhà mình. Tối tối là hai vợ chồng không biết làm gì là ngồi ra uống nước trà đàm đạo hả? Sao bị gió hả? Bị gió em thấy lễ ở trên trán quá trời đó. Ngày hôm qua đau đều kêu người ta lễ Nhà đâu đầu kêu người ta lễ. Rồi không có tiền mua thuốc uống luôn. Có bao nhiêu làm bao nhiêu là mình mua cá khô với lại gạo để mình dự trữ thôi. Dạ. Chị ơi, bây giờ chị ngồi chị ăn nha. À, chị cho em xin phép là em đi một vòng em tham quan cái khu vực mà nơi hai vợ chồng sinh sống hiện tại nha. Dạ. Bây giờ Tiến cũng xin mời cả nhà cùng Tiến đi một vòng tham quan bên trong và bên ngoài cái căn chòi hai vách của hai vợ chồng nha cả nhà mình nha. Đây, ở đây là có hai cái võng này cả nhà. Ở đây cũng có một cái nè. Nhưng mà cái này ngủ mỗi đêm không có mùng mền á, rất là lạnh luôn. Mình không có tiền để mình mua tôn mình lợp hết á hả chị? không Dạ. tên cậu lập lại Còn cái bình thuốc này là những người mà người ta mà kiểu như muốn thuê mình đi xịt thuốc đồ á là mình để dành dụm mình mua cái bình xịt thuốc này rồi mình xịt. Dạ. Gia sản trong cái căn chòi này là chỉ có cái bình xịt thuốc là đáng giá nhất thôi cả nhà mình. Ngoài ra là không có một cái gì hết. Bên đây là khu vực là toàn cây điều không thôi. Tiến có để ý á, bên trong cái căn chòi này là được lợp xung quanh á là chỉ có 4 tấm tôn thôi cả nhà. Còn ở trên á thì cũng có mỗi bên là 4 tấm. Rồi, tôn rỉ sét hết rồi. Rất là thương cho họ luôn. Nhà những người đồng bào khi mà họ làm cái chòi á thì không phải mình mua một cái miếng tôn về là mình lợp sẵn là nó y nguyên vậy đâu cả nhà. Người ta làm bằng cây á thì mình bắt buộc mình phải cắt ra đồ nữa đây nè. Những cái miếng tôn cắt khi mà cắt ra thì nó rất là phí luôn. Nên họ không có làm gì được hết á. Tôn sét hết rồi cả nhà mình. Sống như vậy thì Tiến không biết ra sao nữa. Đây, những cái tôn ở trên đây nè. Cây này thì Tiến được biết là không phải cái cây điều đâu cả nhà. Cái này gọi là cái cây gì vậy chị? Đây này, cái cây trên này nè. Đó, đây nè. Đó, cái này gọi là cây gì chị? Thầy không biết Không cây đó sao biết cả nhà. Đó, khi mà nó rơi rớt xuống nhà, nó rơi rớt liên tục luôn đúng không chị? Và nó đóng cục cục như thế này cả nhà mình. Rồi mưa xuống, nó nước nó đọng lại ở chỗ đây. Và nó sét rất là nhiều luôn. Mưa gió rồi có ngủ được không vậy chị? ngủ mưa nó tạt với lại dục nữa tại vì tên nó bị sét nó hư hết rồi. Dạ. Sống ở đây rất là tội luôn. Bây giờ là mình làm cái gì vậy chị? Để múc nước. À, đi múc nước hả? Là mình lấy những cái bình nhỏ này rồi mình đổ vô trong cái bình lớn này. Dạ. Rồi để hứng những cái van ở dưới cả nhà mình. Để hứng. Khu vực này là mình sử dụng nước ở đâu vậy chị? Nước ống. À, nước ống của công trình đúng không? Ừ. Dạ. Còn cái nước mà hôm bữa em bắt cái ống nước hôm bữa em bắt á thì nó xa khu vực nơi này mình lấy không có được đúng không? Dạ. Lấy những cái bình này múc nước mỗi ngày này cả nhà mình. Mỗi khi mà mưa á, Tiến thấy ở trên rừng trên núi á là có những cái con cắn chiếu như thế này. Rất là nhiều luôn. Con này nó cắn không chị? Cán chứ Cắn hả?
Nó cắn rồi mình đếm cái chân của nó đúng không? Mình đếm rồi nó mới hết đúng không? Mà đếm sao nè. Dạ. Nó có tới hơn 100 cái chân lận cả nha. Đếm sao mà nổi. Qua wow, nước này rất là trong luôn. Tại vì cái nguồn nước này là mình bắt ở trên đầu nguồn đúng không chị? Nên nó trong lắm cả nhà, trong veo luôn. Mình sử dụng để mình tắm rửa rồi mình nấu ăn, nấu uống luôn. Dạ. Bây giờ thì chị sẽ đi ra múc nước, Tiến đi theo để chia sẻ cái hình ảnh này mỗi khi mà gia đình của chị sinh hoạt nha. Người đồng bào họ có cái nguồn nước á cả nhà mình, thì họ rất là khỏe luôn. Gần nhà nhiều khi á, nhiều người họ không có cái nguồn nước á, họ phải đi múc á, rất là cực khổ luôn á cả nhà. Nhìn rất là thương. Đây cả nhà mình, đây là một cái nguồn nước mà người đồng bào họ sử dụng ké của những người công trình. Wow, mình nấu ăn nấu uống rồi cũng ở đây luôn á hả chị? Dạ. Có nguồn nước như vậy từ khi mà người ta làm á, mình vui lắm đúng không? Dạ. Trước đó mình không có nguồn nước á, là mình lấy ở đâu vậy chị? Mang từ ở dưới chiều lên dốc luôn. Ở dưới suối á hả? Ừ. Dạ. Ở dưới đó, với lại bên đầu nguồn bên đây á, là ở dưới thung lũng nó gần hơn hả chị? Thì mình đi từ làng lên thì mình mang ở dưới lên luôn. À, mang dưới lên rồi có xe máy thì chở lên. Dạ. Xe của họ là xe rừng, xe núi á cả nhà. Mình có trồng dừa nữa hả? Dừa đó là dừa gì vậy ta? Dừa xiêm á. Dạ. Xiêm của người ta. Cái này là nó chảy, mình có dừng nó lại được không chị, hay là để cho nó chảy liên tục vậy luôn? Để chạy liên tục, dừng đâu có ven đâu mà đóng. À, không có van mà đóng lại hả? Cái ống đó là cái ống gì vậy chị? Cái ống đó là ống xe đạp á hả? Ừ. Dạ. Trời ơi. Hôm nay là thời tiết á, ở khu vực quê hương Ninh Thuận á cả nhà, rất là mát luôn. Nên mình đi tìm hiểu những hoàn cảnh á, cũng rất là dễ dàng. Mình quan trọng nhất ở trên vùng núi là muối với lại những cái bụi xả như thế này đúng không chị? Khi mà mình làm muối đồ này kia á, là bắt buộc là phải có xả đúng không? Có xả, dạ. Ít, cho mình dạ, mình ăn thôi. Muối ít mà xả nhiều. Dạ, em thấy đa số như vậy luôn. Mình ăn vậy cho nó thơm á đúng không chị? Dạ. Như em thấy ở trên khu vực rừng núi á, khi mà mình lấy củi đồ này kia, mình lấy nó dễ không chị? Khi mà mình chặt đồ này kia, người ta kiểm lâm người ta có la đâu không? Có chứ, mà mình chặt củi khô thì không có la. Tại vì củi khô là không có thì mình lấy gì mình nấu. Dạ. Còn là như... mình chặt những cái cây nhỏ thì được đúng không? Những cây lớn á, là không được. Không có chứ. Cái đó quy vào cái tội là phá rừng đó cả nha. Nên người đồng bào họ ở trên đây họ cũng biết và cũng rất là sợ, nên không có dám đụng vào đó. Khu vực này đây mà em nghĩ á, mình trồng những cái bụi mà cái bụi nha đam á, ở trên đây trồng nha đam được không hả chị hả? Chắc không được, nắng quá sao à, nắng quá trồng không được. Có nha đam là quá tốt luôn. Em thấy nơi đây á, là khu vực ở xung quanh đây á, nó đất nó cũng màu mỡ. Mình ráng á, mình đi làm một ngày ví dụ 50.000 thì chị bỏ ra 10.000 chị mua những cái hạt giống á, như mướp rồi này kia, bầu bí rồi này kia á, rồi chị vào đây chị gieo, chị ươm lên để cho mình có cái ăn nha. Dạ. Chị có thích nuôi gà đâu không? Thích chứ mà không có tiền mua. Thích là không có tiền hả? Dạ. Gà ở đây người ta bán mắc không chị? Gà con trúc 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 á. Chị cũng chưa mua cho nên là không có biết. À, là chưa bao giờ nuôi luôn. Dạ. Làm đồ ăn không? Làm đồ ăn không hả? Chị ở trên khu vực nơi rừng, trong rừng, trong núi á, thì chị có một cái ước mơ gì trong cái cuộc sống của mình không? Chị ước mơ có tiền để mua gà nuôi, như là thay tên con chòi á. À, có tiền để mua gà nuôi với lại thay vài cái miếng tôn để lợp trong cái căn chòi cho mưa gió khỏi bị tạt. Dạ. Rồi có chòi có tôn thì không có ánh sáng cũng vậy, cũng sống trong bóng tối. Nói chung là mình ước mơ đủ điều hết á, nhưng mà mình không có thực hiện được á cả nhà. Quan trọng ở nơi đây á là mình quan trọng phải có cái ánh sáng. Có cái ánh sáng mình mới làm được mọi việc, với lại an toàn cho mình ở trên khu vực rừng núi nữa ha. Dạ.
Đó cũng là một cái ước mơ của chị đúng không? Hôm nay chị biết em tới đây á là em tới đây làm gì không? Không hả? Em tới đây em thực hiện cái ước mơ của chị đó. Em mang cái ánh sáng lên vùng núi, mang ánh sáng lên tới cho gia đình của chị. Từ nay về sau là chị vừa có nguồn nước nè sử dụng và vừa có cái ánh sáng vào ban đêm cho hai vợ chồng không còn phải nguy hiểm ở trên khu vực rừng núi nữa ha. Dạ. Rất là thương. Rồi bây giờ múc xong rồi cả nhà, còn một bình nữa đúng không chị? À, còn bình Trời nữa ơi, hứng như vậy là 5 phút đồng hồ, là hai bình là 10 phút. Nước này là chảy quanh năm suốt tháng luôn cả nhà. May là khu vực rừng núi á, nên mình cũng không có sợ là ướt đất ướt cát quá hay đúng không chị? Chứ mà ở dưới thành phố là người ta xả nước này quanh năm suốt tháng á, là chửi chết, bị chửi chửi không còn cái gì luôn. chắc ngày nào cũng có Dạ. Một bình như vậy là chị rinh nổi không? Rinh hai bình thì nổi không? Dạ. Hiện tại bây giờ là ở trong cái chòi của chị á là còn gạo không chị? Hết gạo luôn rồi hả? Dạ. Chiều nay nếu mà em mà không tới đây á thì chiều nay là gia đình của mình tính ăn cái gì? biết ăn cái gì Không biết ăn cái gì hả? tướng lặng mượn gà sớm đỡ À, mượn gạo hàng xóm đỡ cả nhà. Người đồng bào ở khu vực nơi đây, đa số ở khu vực nơi đâu cũng vậy, toàn là mượn ăn trước trả sau thôi đúng không chị? Mình mượn ví dụ 10 kg đi, mỗi lần 3 kg 3 kg 3 kg như vậy á thì người ta không cho mình mượn nữa, bắt buộc là mình phải trả trước, trả hết cái số mà số gạo mình mượn đó rồi người ta mới cho mình mượn lại tiếp đó cả nhà. Nên khi mà mình mượn xong là bắt buộc là mình phải nay lưng mình đi làm, mình kiếm tiền để mình phải trả cho người ta rồi mới mượn lại được á. Cái giò này tắm biết bao giờ cho ướt mình đây hả? hứng sợ thao trong thao này Dạ. trong đài thao là tám À, hứng đầy thau là tắm cả nhà. Rồi bây giờ đi vào hả chị ha. Dạ. Giờ đi vào thôi cả nhà, mình xe tiếng á, thì để bên đây. Bây giờ đi vào thôi cả nhà mình. Chị xách một bình, còn tiếng xách một bình nè. Bình đó là bao nhiêu lít vậy chị? bình chị cầm đó hả Dạ, bình chị cầm á 10 lít 10 lít, còn bình của em cầm là bao nhiêu? 5 lít 5 lít à hả? Đất này là đất của mình luôn á hả chị? Trời ơi, dốc quá hả chị ha, đi lên mà muốn đuối cái giò luôn á. Đây. Rồi, tới cái căn chòi rồi cả nhà mình. Thở kìa cả nhà. What? Mệt quá hả? Chị ơi, em có thấy ở dưới đây lạ quá ha? Sao mình không dọn cái này đi chị? Cái Những cái đây này. hôm bữa thì nghe ông già nói thì cô gì con mối gì đó Dạ. xong rồi bữa cao đây luôn xong rồi cái chị lấy cái nấy này chị đạp xuống còn thấp như đây À, sao mình không đập xuống hết đi? Mỗi khi mà cái cứng võng nó mục á, nó mục nó ấy rồi nó sụp, nó đứt võng sao? Rồi cái lưng mình đập vô đây nè, nó cứng nhẹ rất là đau. mà cứng quá chắc đổ nước cho nó mềm mới đào được. Dạ. Bây giờ chị đổ nước đi để em làm thử nha. Chứ nằm như vậy rất là nguy hiểm cả nhà mình, đứt võng khi nào không hay á, rồi cái nữa đập vô lưng lên rất là đau luôn. Giờ thì tiến sĩ em phụ chị, chồng của chị thì đi rừng đi rẫy rồi. Ở đây có những cái cây cưa này nè, cưa rất là nhẹ luôn cả nhà. Rồi chị gỡ ra đây để cho em đập ra thử nha. Mình phải đổ nước vào đúng đúng không chị? Chứ Dạ. không là cứng đào không có nổi. Chị thì đang gỡ cái võng ra cả nhà mình, còn Tiến thì Tiến qua bên đây, Tiến lấy cái chai nước để đổ vô cái này nè để cho nó mềm, cho nằm ở khu vực này đây là rất là nguy hiểm luôn. Cái này em nghĩ chắc là để mấy năm rồi nè, Lâu không rồi. từ lúc mà mình ở đây là có chưa, sao Vừa mới nó mới làm biết sao nó mới làm hả, sao mới đầu nó mới hình thành á, sao mình không không làm đi? thì lúc đó thì ở nhà đi 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 nhặt về chai xong rồi cái chị lên rồi cái thấy một đống cao chị bá luôn À, nó làm trong vòng một ngày vậy cái hả, nhanh dữ vậy. Đâu cho em mượn cái cây đó đi. Rồi chị cầm cái này đi đây cả nhà mình, may là có cái cây này. À, ra được mà, ra được nhưng mà nó hơi cứng cả nhà.
Bữa cao ghê lắm chị đào. Ui. À, một mình chị đào, chị phụ nữ chị đào không nổi, đúng rồi. Ra được cả nha. À, được. Trời ơi, nguyên một đống như vậy luôn cả nhà mình, nó cứng như, như đá luôn á. Cái này mà cái lưng nó đập vô khúc này là xong luôn á. Qua đó ra được mà. May có nước á cả nhà mình. Chị phụ nữ thì chị à, chị cái ca nước này cái lưng nó văng vô á. Cứng quá. Wow. Rồi chị, cái Cứng này mình đổ nước vô thêm mà. Cứng quá cả nhà mình. Giọng hồi nữa là mỉa cái cây này gọi là cái gì vậy chị ha? cây cây em cắm hả? Dạ. Cây ní, Cái ní hả? Cái ní mà kỳ vậy. cây ní làm cỏ. Dạ. Đổ cho nó mềm mất cả nha. Rồi rồi, vừa vô cho với lại nó khỏi bụi á, phần khỏi bụi nữa. Cái này mình ấy ra chứ không, không để là càng ngày càng to là nó chiếm trọn hết nguyên cái nhà của chị luôn á. Chị biết sao không? Mình phải làm ra, mình chịu cực một xíu, mình làm ra để cho cái miếng đất của mình nó bằng ra rồi mình dễ dọn dẹp. Đập ra chi vậy? Đặt ra để em lắc. À, để đắp lại cái này á cả nhà mình. Làm cái này thì cũng nhanh ha. Tiếng này chưa ăn cơm đâu cả nha. Định làm xong xin chị miếng cơm mà thấy chị hết cơm rồi thôi. Cái này mình làm mình có xin phép ông bà rừng núi không ta? Không à. Không cần xin phép hả? Chứ làm mà ẩu ẩu rồi rồi người ta la hết cả nhà, người ta quở mình á. Vừa cào đất xong cho nó bằng hết chỗ đây rồi cả nhà mình. Tiến cũng vừa lắp xong một cái điện năng lượng mặt trời. Đây, rất là sáng luôn. Đó, là cái ước mơ của gia đình của chị. Chị thấy em vừa lắp cái điện năng lượng mặt trời á, chị vui không? Vui. Vui hả? Trời ơi, thấy cái điện nó sáng là quá vui luôn đúng không? Đó, quá đã luôn. Bây giờ là em sẽ hướng dẫn chị sử dụng cái này nha. Đây là cái remote để điều khiển nha. Chị chỉ được sử dụng hai cái nút này thôi nha, còn lại đừng sử dụng nha. Đây là nút này nút mở, nút này nút tắt. Là bên này có hai chữ là mở nè, còn bên này ba chữ là tắt. Rồi chị mở cho em đi. Đó, rồi chị tắt đi. Quá đã luôn. Chị phải nhớ giữ cho kỹ nha. Nhớ giữ cho kỹ, đừng có làm mất nha. Mất thì nó sẽ không có mở ánh sáng lên được ha. Dạ, khi nào mà hết pin nó bấm lên nó không lên đèn nữa thì mình tháo cái này ra. Có pin dưới đây mình xuống đây mình mua nha. Dạ. Rồi bây giờ đèn rồi làm cho chị cái khối đất chỗ kia cũng xong rồi cả nhà mình. Bây giờ tiếp theo là Tiến sẽ gửi tặng thêm những cái phần quà của các cô chú anh chị mạnh thường quân. Chị biết cái đèn này ai tặng cho mình không? Không. Là bé Thùy ở Mỹ. Dạ, bé Thùy gửi tặng cho bà con, mang ánh sáng tới cho bà con để cho bà con có cái ánh sáng sinh hoạt vào ban đêm.
là Bích Thùy có gửi cho gia đình của mình là một cái điện năng mặt trời này để cho gia đình của mình sinh hoạt vào ban đêm nha, không còn phải ở trong tối nữa nha. Dạ. Thì Tiến cũng xin thay mặt gia đình của chị là Tiến cảm ơn trước, cảm ơn Bích Thùy rất là nhiều vì đã yêu thương bà con đồng bào nghèo ở khu vực rừng núi của tỉnh Ninh Thuận. Bây giờ em sẽ còn một phần quà để em gửi cho gia đình của mình nữa nha. Dạ. Thì hôm nay con đặt chân tới hoàn cảnh của chị ở trên vùng núi, thì con cũng đã chia sẻ tất cả các hình ảnh và cuộc sống của chị cho tất cả các quý ông bà cô chú anh chị cùng xem. Sẵn đây con cũng muốn xin phép cô Hoa ở Mỹ là con trích ra số tiền 600.000 đồng để con mua một phần quà nhu yếu phẩm để gửi tặng cho gia đình của chị. Hôm nay là em có mua một phần quà, là phần quà này là của cô Hoa ở Mỹ gửi tặng cho gia đình của mình nha. Đây em gửi trước cho mình thùng mì tôm này, đó. Và hai dây xà bông nè. À, em gửi luôn. Em gửi hai chai nước mắm nè. Hai hũ trao. Trời rền sắp mưa rồi cả nhà. Rồi hai chai dầu ăn luôn. Đó. Một ký đường nè. Hai bịch hạt nêm cờ no nè. Đó. Hai chai xì dầu tam thái tử. Vui á cả nhà mình. Rồi hai bịch muối đó. Rồi hai cục vàng. Chị biết cái đó cái gì không? Là Dạ trà. dạ đúng rồi, cái đó là trà, tại vì em có thấy là gia đình của mình cũng hay uống trà nên em gửi hai bịch trà nha. Dạ. Cảm ơn. Và cuối cùng trong phần quà nhu yếu phẩm này là em có một bao gạo là 10 kg này, em gửi cho gia đình của mình luôn. Đây em gửi. Cảm ơn. Đó. Đây là phần quà nhu yếu phẩm của cô Hoa ở Mỹ. Và tiếp theo em cũng muốn xin phép anh Quân Lê cũng ở Mỹ là em trích ra số tiền 300.000 đồng để em gửi tặng cho gia đình của chị, để chị ở khu vực rừng núi có cái đồng tiền bọc trong túi có để mà xây sở nha. Đợi em xíu nha, em gửi cái số tiền. Tại vì quỹ của Tiến á, Tiến cũng không có mạnh thường quân, với lại quỹ của Tiến cũng cũng không có còn nhiều quá cả nhà mình, nên Tiến để dành dụm để chia sẻ. Tuy mình gửi cho mỗi hoàn cảnh ít á, nhưng mà cái điều đó nó chia sẻ ra tới rất là nhiều hoàn cảnh cả nhà. Bây giờ mình gửi cho mỗi hộ 500 một triệu á, thì cái quỹ của Tiến á, nó hết rất là nhanh, và những người mà Tiến tới á, thì họ có tiền, còn những người sau này mà mình đặt chân tới á, họ không có tiền cũng rất là tội cho họ luôn, nên Tiến sẽ chia sẻ ra. Đây, em gửi cho chị 300 nè. 100. 200. 300. Đó, đây là số tiền của anh Quân Lê ở Mỹ gửi cho gia đình của mình. Thì khi mà chị nhận một cái điện năng lượng mặt trời và một phần quà nhu yếu phẩm và số tiền này nữa, thì chị có cái đôi lời nào cảm ơn tới cho tất cả các quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân không? Chị cảm ơn anh Tiến đã cho chị số tiền, Dạ, cảm ơn rất nhiều. Với em lại thì em chỉ bỏ công để mang những cái phần quà của các cô chú anh chị mạnh thường quân lên thôi, chứ em không có cho chị được cái gì hết á. Thì những phần quà này chị chỉ cần cảm ơn là cảm ơn cô chú anh chị mạnh thường quân đã yêu thương gia đình của chị thôi, là cô chú cũng vui rồi ha. ơn cô chú đã thương gia đình em, giúp đỡ cho một phần quà. Dạ Em rất cảm là ơn. thương. Thì Tiến cũng xin thay mặt cho gia đình của chị, Tiến cảm ơn tất cả các quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân đã yêu thương và giúp đỡ cho hoàn cảnh nghèo khổ khó khăn của chị ở trong rừng trong núi như thế này. Tiến không biết nói gì hơn, Tiến xin chúc cho tất cả các quý ông bà cô chú anh chị luôn vui vẻ mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Bây giờ là mình có như thế này mình cũng rất là vui rồi đúng không chị? Như Vui. mỗi ngày mà mình nhặt ve chai á, thì đâu có được những cái phần quà như thế này đúng không? Không có được. Dạ. Họ rất là ao ước là để dư một số tiền nào đó họ mua một cái ánh sáng, hay là mua chai dầu ăn, chai mắm này kia cả nhà. Nhưng mà họ không có đạt được cái mục tiêu đó. Rất là thương cho họ luôn. Như bấy nhiêu phần quà này á là chị sử dụng được bao lâu? Chắc được được 2 tuần. 2 tuần. Dạ 2 tuần thì nó cũng trung bình cả nhà mình, chứ những cái phần quà này họ tiết kiệm lắm luôn á, mới tới 2 tuần á cả nhà, rất là thương. Bây giờ là trời cũng đã sắp mưa rồi, em cũng xin phép chị là em đi xuống núi
Khi mà em trao những phần quà này á, em cũng rất là vui, và cô chú Mạnh Thường Quân nhìn trong màn ảnh nhỏ này cũng rất là vui. Hôm sau em có ghé lên đây thì em sẽ thăm gia đình mình tiếp nha. Dạ, em không có gì hơn, em xin chúc cho chị với lại anh ở trên khu vực rừng núi này á luôn dồi dào sức khỏe nha. Dạ. Bây giờ thì Tiến cũng xin phép cả nhà là Tiến kết thúc video tại đây luôn. Cả nhà yêu mến Tiến thì hãy cho Tiến xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Đừng quên xem hết quảng cáo để ủng hộ Tiến, để Tiến có thêm kinh phí đi lên núi giúp đỡ các bà con nghèo ở trên vùng núi sâu xa nha. Tiến cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hẹn cả nhà mình vào những tập video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye cả nhà chị. Bye bye.